Tử Vi tuổi canh thân, sinh năm 1980, bước sang tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, gặp hung hay cắt, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được khó khăn để vượt qua, đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi canh thân, sinh năm 1980, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, có vận trình hung cát đan sen, có nhiều hung tinh quấy phá, nhưng cũng không ít cát tinh trợ mệnh, vượt khó vươn lên, tài lộc ùn ùn kéo đến. Tử vi tuổi canh thân, tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023. Tuổi canh thân, sinh năm 1980, thuộc mệnh, thạch lựu mộc, gỗ cây thạch lựu. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, vận trình tuổi canh thân nằm trong top con giáp không được suôn sẻ cho lắm. Không được nguyệt lệnh ủng hộ, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn, quan trọng, thì tuổi canh thân, sinh năm 1980, nên khởi hành vào, giờ chắn, ngày lẻ, và tháng chẵn khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, đại cắt, đại lợi, vạn sự như ý. Tổng quan tử vi tuổi canh thân, sinh năm 1980, có cuộc sống ở mức khá không dư giả quá, cũng không thiếu thốn quá, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này, thường được hưởng lộc bất ngờ, nếu sống tốt đời đẹp đạo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý về sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần, thành đạt trong tương lai. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 80 tuổi, những người thật thà ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Gia đạo của canh thân thường có những đợt sóng ngầm. Nếu không bình tĩnh, xem xét, nhìn nhận những vấn đề xảy ra để tìm ra phương hướng giải quyết hợp lý nhất thì gia đình bạn sẽ luôn trong tình trạng rối rắm. Phải đến 35 tuổi, gia đình mới hòa thuận, yên vui. Trong cuộc đời, công danh và sự nghiệp có nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân, nhưng nếu không biết nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội, sự nghiệp có thể tan vỡ. Khi bạn bước vào tuổi 35 thì sự nghiệp ngày càng bền vững hơn, tài lộc vượng phát. Vào năm 45 tuổi, bạn sẽ kiếm được một khoản cách xù. Đức tính chăm chỉ, chịu khó, là một trong những nét nổi bật của người tuổi canh thân. Nhờ tinh thần hiếu học cùng trí thông minh bẩm sinh, họ có được vốn kiến thức sâu rộng, tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy, giúp họ luôn chủ động trong công việc tuy nhiên cũng có một số người tuổi canh thân quá cẩn trọng và thường chỉ biết thỏa mãn với những thành tựu nhỏ ban đầu mà không biết nhìn xa trông rộng điều này có thể sẽ khiến họ mất đi những cơ hội tốt trong sự nghiệp người tuổi này nếu có sao tốt tương trợ trong cung mệnh và phấn đấu vươn lên họ sẽ sớm có được thành công trong sự nghiệp ngược lại nếu không được sao tốt tương trợ không biết kiên trì vượt khó vươn lên thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn người tuổi canh thân, thông minh, lanh lợi, có tài ăn nói, song tính cách có phần nóng vội, và cố chấp, nhờ có lòng tự tin, dám nghĩ, dám làm, nên canh thân có thể trở thành người khởi nghiệp thành công. Những người tuổi canh thân, giàu trí, tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, tuổi canh thân không từ tốn, và điềm đạm, là một người khá hấp tấp, vội vàng, trong những hành động của bản thân, đôi khi khiến người khác thấy khó hiểu. Theo tử vi tháng 1 năm 2023, tháng đầu tiên của năm quý mão, đây không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp này, nhiều khó khăn, thách thức xảy đến, khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Trên phương diện sự nghiệp, cũng như tài lộc, do ảnh hưởng lớn lao của cục diện tứ hành xung, dần thân tị hợi, bản mệnh sẽ phải bôn ba bận rộn, ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi hưởng thụ. May mắn, vận trình của bạn cũng có xuất hiện rất nhiều cát tinh như Trường Sinh, Nguyện Mã, Giải Thần, những cát tinh này giúp bạn có đầu óc nhanh nhạy, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm hướng đi mới. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của mình. Tuổi thân, sinh năm 1980 lại có khá nhiều hung tinh đe dọa, phải thận trọng hơn. Theo phong thủy tháng 1 âm lịch năm 2023 thì hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là hướng Bắc mang lại sự giàu có và may mắn. Còn hướng Đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu. Hướng xấu sẽ nằm ở hướng đông nam, tây nam và hướng tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023, đầu tháng có tài tinh chiếu mệnh, trong tất cả mọi mặt của cuộc sống, người có tài tinh tọa mạng khá tài hoa và giỏi giang, nhưng về cuối tháng vì ngũ hành gặp khác nên chuyện gì cũng trắc trở vận khí suy yếu chịu nhiều đả kích nên năng lực của bạn bị kìm hãm khó mà phát triển đây là một khoảng thời gian khá vất vả những người có căn nhà quay mặt về hướng đông sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc nhất bạch tham lang ngự hướng đông kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng làm việc về mặt tài vận Đầu tháng dần âm lịch, vận tài lộc lâm hãm địa thiên tài phát uy hết khuyết điểm của nó, người tuổi canh thân, sinh năm 1980, chi tiêu quá mức hoang phí, đặc biệt là trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác ăn uống tụ tập quá nhiều, khiến túi tiền của bạn bị hao hụt nhanh chóng. Từ vi tháng 1 âm lịch, mặt tài vận của bạn cũng không được tốt, hung tinh chiếu mệnh, báo hiệu sự vất vả chạy vạy khắp nơi để có đủ tiền để trang trải cuộc sống, đồng thời lòng tự tôn quá lớn, khiến người tuổi canh thân rất khó để thỏa hiệp hay hợp tác với bất kỳ ai, vận tiền bạc vì thế bị giam cầm mãi với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam hoặc phòng ngủ ở hướng này thì cần tránh đi chơi khuya hay đến những nơi xa lạ ngôi sao thất xích phá quân ngự tại đây cũng mang tới sự phản bội trong công việc và tài chính của bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh và sạch sẽ về mặt tình cảm vận trình tháng đầu tiên của năm quý mão người tuổi canh thân có điểm báo mặt tình cảm gặp xấu người độc thân hơi xấu tính khi cứ thích khoe khoang chính mình bạn trong mắt mọi người trở nên rất nông cạn người độc thân thì dường như đang quá bỏ bê cuộc sống gia đình, tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 chỉ ra, cuối tháng chuyện tình cảm gặp nhiều cạnh tranh, khi tỷ kiên không được ngũ hành ủng hộ, người còn độc thân e là, lắm mối tối nằm không, người mình theo đuổi thì quá xa cách, lại nhiều vệ tinh vây quanh, kiếp độc thân e là khó thoát. Tuy vậy, có thể cũng do một phần bạn quá kiêu ngạo, không chịu nhún nhường đối phương, quan hệ tình cảm căng thẳng và không có nhiều điểm sáng. Về mặt sức khỏe, với những người tuổi canh thân, sinh năm 1980 đang lao động chân tay hoặc lái xe đường dài, tốt nhất bản mệnh không nên làm việc khi cơ thể đang mệt mỏi để tránh những tổn thương tai nạn không đáng có, bạn hãy coi sức khỏe của mình là trên hết, chớ nên quá cố gắng kẻo thiệt thân. Lúc này nên tìm cách thư giãn, hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tránh khiến đầu óc của mình căng thẳng trong khoảng thời gian quá dài, bản mệnh cũng có thể tâm sự nỗi niềm với những người thân thiết như bạn bè, vợ chồng, anh chị em trong gia đình. Trong tháng 1 này những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng đông nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe, vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây, khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm gây ra sự tương xung bất lợi. Các bạn không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này. Và sau đây là 6 điều trong cuộc sống giúp thay đổi cuộc đời tuổi canh thân. Thứ nhất, nên đối xử tốt với bản thân càng nhiều hạnh phúc càng ít nỗi buồn càng nhiều trung thực thì càng ít giả dối càng nhàn nhã sẽ ít bận rộn sống với bốn điều tích cực này là rất quan trọng với chúng bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại người lớn tuổi sẽ biết cách sắp xếp những điều tốt đẹp cho cuộc sống biết đối xử tốt với bản thân như vậy thì át hẳn sẽ làm cho tâm bạn giàu có thứ hai ít nói thường rảnh rang thân bận nhưng tâm nhàn ít nói nhiều rảnh rang thân tuy bận rộn nhưng tâm nhàn nhã thật sự là điều không dễ thực hiện được mấu chốt chính là cái từ nhàn con người khi đến tuổi già nhất định thì cần nên làm cho tâm mình được nhàn nhã dĩ nhiên làm một tí xíu công việc trong nhà cũng không sao nếu việc gì cũng không làm thì cũng chán nản nhưng đừng để lòng mình chất chứa quá nhiều bận rộn có chăng nên để cho thân bận rộn chứ tâm thì phải nhàn nhã thứ ba không nên tự làm khó mình hãy thay đổi thái độ để thích nghi với những tình huống khác nhau làm cho tâm mình cảm thấy thư thái và dễ chịu cũng đừng bực bội và khó chịu với bản thân khi đối diện những điều bất như ý khi về già con người có thể nhìn thấu mọi việc, dù thế nào đi nữa cũng đừng tự chuốc lấy phiền phức, hãy tử tế với chính mình và đừng tự gây thêm phiền não vào thân. Thứ tư. Học cách để có được niềm vui. Ở thế gian, người ta theo đuổi nhà cao cửa rộng, mình chỉ cần ngồi trên ghế đá ngắm trăng hoa gió tuyết, say sưa với gió thổi nhẹ nhẹ, hát một khúc hát, uống một ly trà, tự mình sẽ cảm thấy an vui. Nơi ở thoải mái và tiện lợi thì được rồi, vậy tại sao phải bận tâm với việc phải ở lầu cao hay lầu dưới? thật tuyệt vời khi nghe một bài hát uống một tách trà nâng niu một bông hoa chăm sóc một chậu rau tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên như vậy há chẳng phải không tốt sao thứ năm nụ cười trên khuôn mặt hãy luôn mỉm cười trong cuộc sống nên truyền thiện trí và lòng tốt đến mọi người thì bạn sẽ tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh nếu chưa thể tu theo đạo phật trước hết bạn nên kết thiện duyên những người thân quen hay xa lạ đều có thể cảm nhận được lòng tốt của bạn bằng cách này tự nhiên bạn sẽ giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn và xung đột cuộc sống sẽ trở nên suôn sẻ và dễ tiếp cận hơn điều này đã bắt đầu cải thiện vận mệnh của bạn thứ sáu giữ tâm thái giản đơn nếu tâm thái của bạn đơn giản rồi thì bạn sẽ có tâm trí để quản lý cuộc sống của mình nếu cuộc sống của bạn đơn giản rồi thì bạn sẽ có thời gian để tận hưởng cuộc sống của mình Chúng ta phải học cách tự quản lý cuộc sống của chính mình, không phải ngày nào cũng lộn xộn, cũng không phải là chịu đựng mỗi ngày, mà là để tận hưởng mỗi ngày, điều này đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm quản lý. Trong cuộc sống có quá nhiều niềm vui và sự bực tức, quá nhiều đau khổ và phiền não. Chỉ bằng cách này, bạn nên sống đơn giản để được hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết về về người tuổi canh thân, sinh năm 1980 từ ban biên tập chương trình. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.